ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã quá xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng vui trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng nơi đa kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được bao hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chạy xiết reo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối. Nhớ chân cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta hãy nghe một câu lời Chúa. Con hãy tin vào Thiên Chúa và Ngài sẽ nâng đỡ con. Con hãy cứ thẳng đường và hy vọng vào Ngài. Con hãy kính sợ Ngài và bền vững mãi mãi như thế. Vậy chúng ta hãy tin tưởng mượn lời thánh vịnh để bày tỏ niềm cậy trông của chúng ta vào lòng thương xót của Chúa. Và xin Chúa thương đến người thân của chúng ta là cha Vinh Bùi Quang Tuyến vừa qua đời. Ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho linh hồn tôi tới Chúa, là Cha Đa Minh Bùi Quang Tuyến mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tới Chúa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và miêu vệ ông. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tới Chúa và đến ngày trọng đại được phục sinh và ân thưởng. Xin đối thương phục sinh tôi tới Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tới Chúa được thứ tha mọi lỗi lầm, được hưởng sự sống bất diệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương tiếc người thân của chúng ta vừa được Chúa gọi về, vì thế chúng ta chít lên đầu chiếc khăn tang này
để tỏ lòng thương mến, nhớ tiếc và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng ngày kia Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, bức màn phủ trên mọi nước, sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời, và cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho những chiếc khăn tang này để nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chống đạt tới ngày hạnh phúc ấy. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng ủi an nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lóc. Xin chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biên chung từ dấu chỉ của sự biệt ly tăng tốc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, ủi an những ai đang thương khóc người thân vừa qua đời, để chúng con biết can đảm và tin tưởng phó dâng người thân cho sự quan phòng đầy tình thương của Chúa. Và xin cho tất cả chúng con biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo thì thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vì thế Hội Thánh dạy chúng ta phải tôn trọng thân xác người chết, chôn tác và quả thiêu cách kính cẩn theo phong tục, hoàn cảnh, địa phương và thời đại. Một trong những cách thức nhằm bày tỏ lòng cung kính đối với những người đã đi là sắm cho các ngài tấm áo quan xứng đáng, được coi như ngôi nhà giúp các ngài yên giấc chờ ngày sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, và ban cho Cha Đa Minh Bùi Quang Tuyến được yên giấc ngàn thu. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng con, Chúa đã truyền cho chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tới Chúa là Cha Đa Minh Bùi Quang Tuyên được an nghỉ trong đó, chờ ngày Chúa cho sống lại và hưởng tôn nhân Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
trở về, về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng đơn trời đeo vang. Lạy Chúa, khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa êm ái cho đời con. Về trời với Chúa bao tháng năm mỏi mòn đợi chờ, tình Chúa dâng ngập trời ngây ngất muôn thiên thu. Con trở về cùng Chúa, với Chúa, Chúa ơi, con trở về cùng Chúa như cánh chim phượng hoàng. Ẩn mình trên ngọn núi đấng quyền năng vô biên. Lạy Chúa, khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng đấng trời đeo vang. Lạy Chúa, khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa êm ái cho đời con. Về trời với Chúa bao tháng năm mỏi mòn đợi chờ, tình Chúa dâng ngập trời ngây ngất muôn thiên thu. Con trở về cùng Chúa, với Chúa, Chúa ơi, những gì là trần thế con xin trả lại đời. Hồn trào dâng ngây ngất với tình yêu ba trở về, về trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng đấng trời đeo vang. Lạy Chúa, khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa êm ái cho đời con. Về trời với Chúa trời với Chúa chan chứa bao niềm vui. Về trời với Chúa con thấy tâm hồn mình rộn ràng, ngàn trái tim mở rộng cùng đơn trời đeo vang. Lạy Chúa, khi nghe Chúa gọi con trở về, về trời với Chúa êm ái. Nhân Cha và Con và Thánh Thần.
Chúa ở cùng anh chị em. Thánh lễ chiều này là thánh lễ đưa chân cầu nguyện cho cố đa mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa cho linh hồn tôi đỡ Chúa là cố linh mục đa minh. Khi còn ở đời này đã được Chúa trao ban chức vụ thánh, được hoan hỷ muôn đời nơi tòa vinh hiển thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con về sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho mình và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa. Đó là lời Chúa. Amen. Chúa. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Thô-ma nói với Người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, người có đạo chúng ta vẫn thường nói: con người tính không bằng Chúa tính. Tôi nhìn vào linh cứu của Cha Cố Đá Minh, tôi hồi tưởng đến quá khứ lúc thời gian tôi quen biết Ngài. Khi tôi phụ trách các thầy sáu và cha sở Thân Phước và đang làm thầy sáu đây, tôi gặp Ngài lần đầu tiên. Và sau đó tôi nghe Ngài là đi hưu, lúc mà Ngài có một cái thành tích có thể nói là rực rỡ ở giáo xứ Nghĩa Hòa này. Ngài chính là người đã tổ chức hay là tái cơ cấu lại tất cả những sinh hoạt mục vụ của cộng đoàn giáo xứ Nghĩa Hòa mà trước đây có, nhưng mà trong tình trạng nó không được ngon lành lắm. Thì Ngài là người tái cấu trúc lại đời sống sinh hoạt thiêng liêng, đạo đức và mục vụ của giáo xứ Nghĩa Hòa. Thì đó là một điểm mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Điểm thứ hai, Ngài là người rất lì đòn. Tôi đọc lại bộ sơ Ngài đòi cái nhà hội quán kia với nhà nước hàng sấp hồ sơ thế này, biết là Ngài là người rất kiên trì, cương quyết đòi lại quyền lợi của giáo hội. Và nhờ sự kiên trì đó, Ngài đã
đòi lại cái khu vực nhà hội quán, thì giáo dân Nghĩa Hòa là không ai là không biết. Điều đó là hai điểm đáng ghi nhận. Rồi vào lúc mà vào cuối đời yếu rồi thì Ngài lại cương quyết xây dựng hội quán theo như lòng dân mong ước, nhưng mà xây được nửa chừng thì hết pin, tức là sao, vừa sức khỏe yếu kém rồi về ngân sách nó cũng không còn được ngon lành như là Ngài dự định. Và lúc đó là dấu hiệu báo trước một tình trạng suy thoái nơi bản thân của Ngài. Suy thoái đây không phải là suy thoái về mặt tâm linh, tinh thần, mà suy thoái về mặt sức khỏe, và đến mức độ về chiến thế rằng là cần phải cho Ngài đi nghỉ thì tốt hơn cho Ngài. Rõ ràng, cha Cố Đông Minh tính rất nhiều điều tốt đẹp cho công đoàn giáo xứ, thế cũng được 80% rồi, còn 20% là ước ao của một linh mục coi xứ là muốn làm nốt, nhưng mà Chúa bảo thôi, đủ rồi, để người khác làm, và Chúa bảo đi hưu đi. Đó, tôi nghĩ là con người tính, cha Cố Đông Minh tính một đàng, nhưng mà Chúa lại tính một nẻo khác, tốt hơn. Rồi điểm thứ hai nữa, khi mà cách đây 2 năm đối với Ngài bắt đầu yếu rồi, thì tôi mới bàn với cha giám đốc của nhà hưu, nói là tôi có một ước nguyện, tôi là người kế nhiệm mà nhảy một đời, Ngài xong một cha nữa rồi mới tới tôi có một ước vọng là khi Ngài mất thì xin đưa Ngài quan ở tại đây, rồi dâng đánh lấy ăn tháng tại đây. Thì cha Trung, cha Sở Chí Hòa nói ok, tốt thôi, cha còn hạt muốn vậy thì rất là tốt. Do đó tôi gặp cha Tân là quý tử của Ngài, cha Tân lại Ngài lại có ý kiến khác. Ngài nói không, con muốn đưa cha Cố con về Hậu An. Đó, thế thì Ngài nói là thôi thì mình cũng không biết nói gì, thôi mình chỉ biết nói ý kiến với cha như thế. Nhưng mà nếu bây giờ người anh em muốn đưa cha Cố về Hậu An thì xin một đặc ân là quan tại Nghĩa Hòa một ngày. Được tính một đàng, tôi tính một đàng, rồi cha Tân tính một đàng, rồi nó ra một nẻo. Rồi bây giờ khi Ngài chia tay về với Chúa thì cha Tân mới bắt đầu bước chân lên nước Mỹ, không biết giờ Ngài có về kịp không. Thế là cái người chủ động nhất trong linh tông huyết tộc của Ngài là coi như là Hồng Quốc rồi. Rồi cha Bắc Nghĩa, đàn anh của tôi thì là nhà dòng, đau ốm mém chết cũng không thể lo được. Rồi còn 2 ông cha ở dưới miền Tây, một ông cha bị cột sống là ông cha Thụy, đàn em tôi bây giờ cũng nằm bẹp trên giường, không biết là Ngài có về được không. Và 2 ông cha khác nghĩa tử của Ngài, một ông thì cũng bị liệt nằm ở dưới thánh tâm, và một ông thì cũng đau sau đó. Có 5-6 đứng nghĩa tử của Ngài, không biết ai có thể về được để dự thánh lễ an táng cho Ngài. Đó là một điều nếu mà người ta nói theo kiểu người đời là hơi buồn một tí, nhưng mà cái đó mình tính một nẻo mà Chúa tính một nẻo. Rốt cuộc thì cái ý định ban đầu của tôi tưởng rằng là không ngon lành, bây giờ thì Chúa lại thực hiện theo ý định ban đầu. Là tôi bàn với cha Tổng Lê Diên, với cha nhà giám đốc nhà hưu, và tôi nói cái hoàn cảnh bây giờ, hoàn cảnh các nghĩa tử của Ngài như vậy, thì bây giờ là xin giữ lại ý định cũ là đưa về nhà thờ Nghĩa Hòa. Thì cha Tổng Lê Diên thay mặt giám mục là chấp thuận liền để chỗ, và đó là điều rất tốt đẹp. Thế là ý định ban đầu của tôi là được thực hiện. Như ông bà anh chị em thấy đây, với ông bà anh chị em, như vậy thì chúng ta cảm nhận trong đời sống đức tin, chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình tính là ngon lành, Chúa tính mới ngon. Và Chúa đã tính ngon lành rồi thì chắc cũng phải Chúa tính cho cha Cố chúng ta như thế nào ngon lành chứ, không thể nào mà Chúa tính dở được. Và đây thì rõ ràng là Chúa nói là các con hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, chắc hẳn cha Cố Đông Minh đã từng giảng thế lên tháng rất nhiều. Dựa theo đoạn tin mừng này, Ngài cũng biết rằng là Ngài cũng có một chỗ ở nhỏ nhỏ êm ấm tràn đầy tình thương trong cung lòng của Chúa Trẻ. Cho nên là Ngài cảm thấy là vững tâm, không có chết là không có vô định như là những người ngoài, mà là có một đích điểm đến là một chỗ trong cung lòng của Chúa Trẻ. Và không biết có đến được không? Thì Chúa Giêsu lại nói thêm một câu nữa, Thầy đi, Thầy dọn chỗ đó cho ngươi. Thì là đã lại cảm thấy là hạnh phúc rồi, hy vọng rồi. Chúa lại làm thêm một câu nữa là tràn đầy bình an, Thầy quay trở lại, đem con đi với Thầy, để Thầy ở đâu, con cũng ở đó.
Vậy thì tương lai của bất cứ một người nào, nhất là của các linh mục phục vụ cho Chúa, là để Chúa Giêsu cuối cùng, để Chúa Giêsu ở đâu thì người linh mục, người môn đệ, kẻ phục vụ Chúa cũng được ở đó. Mà Chúa Giêsu ở đâu trong bài chen nó không phải trên thiên quốc. Cho nên là cái đích điểm của cha cố đồng minh là một cái gì rất đẹp. Tuy nhiên là chúng ta xét về mặt nhân loại, chúng ta thấy rằng là nó buồn, con cháu buồn, linh đông huyết tổng cũng buồn, và cộng đoàn giáo xứ cũng buồn. Và tôi tuy rằng là tôi kế nhiệm ngài, tôi quen biết ngài là sơ sơ rất ít, nhưng mà tôi cũng buồn, bởi vì Chúa đã cất một người anh em trong hàng ngũ linh mục của mình về với Chúa, xét theo cảm tính tự nhiên, nhưng xét theo lăng kính của đức tin và lăng kính của niềm hy vọng thì chúng ta lại cảm thấy bình an và hạnh phúc, bởi vì chỗ của cha cố đồng minh đã được chính Chúa Giêsu là đấng cứu độ dọn cho, thì không có gì bảo đảm. Nói theo kiểu người đời ấy, cha cố đồng minh bây giờ là bắt đầu bước một chân vào cuộc hành trình vĩnh cửu. Có Chúa Giêsu bảo kê là ngon cơm ạ, có Chúa Giêsu bảo kê là nhất định là ngon lành, không có gì mà phải lo lắng cả. Để thương bánh chen, có lẽ giờ đây hơn ai hết cha cố đồng minh của chúng ta hãy cảm nhận là lời của Thánh Phaolô Tông đồ: không ai trong chúng ta sống cho mình. Cả cuộc đời linh mục của ngài có khi đôi khi là cũng bị cám dỗ là sống cho mình một tí, nhưng mà cả cuộc đời và hướng đi linh mục của ngài là sống cho Chúa, và điều đó được diễn tả qua việc sống cho Chúa, qua việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa, tại thị nghè là phó, tại bình luận là sở, tại Tân Thế Sơn, rồi và cuối cùng tại Nghi Hoàn 12 năm. Thì không ai cảm nhận như ngài là sống cho Chúa, chứ không phải sống cho mình, sống cho cộng đoàn dân Chúa. Và bây giờ ngài chết thì ngài thấy rằng là rõ ràng tất cả mọi sự đều phải rời bỏ. Ngay cả giờ các nghĩa tử của ngài vì hoàn cảnh đặc biệt cũng không có hiện diện ngay giây phút ngài qua đời, thì cũng điều đó cũng chưa có gì là quan trọng, bởi vì ngài cảm thấy rằng là sống cho Chúa mới là điều quan trọng nhất. Con cái, tình cảm, gia tộc, linh đông huyết tộc, ở tình cảm với các cộng đoàn xứ sở mà ngài đã kinh qua, điều đó là tốt, nhưng mà nó dừng lại ở ngưỡng cửa của sự chết. Và bây giờ ngài bước qua ngưỡng cửa của sự chết như là một ngưỡng cửa của niềm hy vọng. Ngài thấy rằng là ồ, điều quan trọng không phải là sống cho mình, mà điều quan trọng sống là sống cho Chúa. Con người của ngài có thể còn có những khuyết điểm này nọ, xin Chúa thánh đẩy để cho tâm hồn của ngài mỗi ngày được trong sáng hơn, và để cho ngài có đủ tiêu chuẩn để bước vào một chỗ vô cùng tốt đẹp mà cung lòng của Chúa Cha dành cho ngài. Amen. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh địa. Vì thế chúng ơn ngài, xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa cũng hòa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con ký tự nguyện nộp mình chịu khổ. Ngươi cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Xin nhớ đến đôi tớ Chúa và linh hồn cha cố tâm linh mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi nơi này về với Chúa. Xin mang cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Lạy Thiên Liên Chúa, lạy động xa đồi trần gian, phúc cho anh được mời đến giờ tiệc Thiên Liên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa lỡ và nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy
Lạy Chúa được lãnh nhận các bí tích xin ơn cứu độ, chúng con khẩn cầu Chúa lấy lòng nhân từ ban cho tôi thờ Chúa là cố linh mục ta mình mà Chúa đã đặt lên là vị phân phát các mầu nhiệm của Chúa nơi trần gian, thì trên trời cũng được Chúa nuôi dưỡng bằng chính thực tại của những mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn tâm là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lê xong cho anh chị em đi bình an. Và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tớ Chúa là linh mục Đa Minh Bùi Quang Tuyên khi còn ở đời này đã được Chúa trao ban chức vụ thánh, được hoan hỷ muôn đời nơi tòa vinh hiển thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con về hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Đó là lời Chúa. Người đi trong nước quan thế.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa bà anh chị em, sáng hôm nay chúng ta quy tụ đến bàn thánh để nhớ đến Chúa Giêsu. Đúng như lời Ngài căn, các con hãy làm việc này nhớ đến Thầy. Và nhớ đến Chúa Giêsu lúc này đây, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho Cha Cố Gia Linh Toàn Thịnh và Chúa mới gọi ra khỏi này để với Chúa. Đứng trước cái chết của con người, mỗi một người đều có những nhận định khác nhau. Đứng trước cái chết của một con người, Hội Thánh không lên án mà chỉ cầu nguyện. Cầu nguyện cho người đã chết. Mà chính vì vậy, chúng ta cầu nguyện cho Cha Cố Đa Minh, nói theo kiểu ngôn ngữ phụng vụ, thật là điều chính đáng, phải đạo và đem lại ơn ích cho Cha Cố Đa Minh và cho chính chúng ta. Ngài đã từng là cha xứ nhiều nơi. Khi bắt đầu rời khỏi mái trường chủng viện, Ngài đã làm cha phó giáo xứ Thị Nghè, rồi kế tiếp các giáo xứ khác và cuối cùng giáo xứ Nghĩa Hòa đây, trước khi Ngài về nhà hưu dưỡng. Cuộc đời của Ngài, chúng ta tạ ơn Chúa đã thương và chọn Ngài làm linh mục của Chúa, cho Ngài gia nhập linh mục đoàn, để rồi sẽ được sai đi như lời kinh tiền tụng trong lễ các thánh tông đồ, được sai đi để coi sóc đoàn chiên thay thế Chúa Kitô. Và cuộc đời của Ngài đã bao lần Ngài đã nói: vậy ta tha tội cho con. Nhân danh Chúa Kitô, để rồi đoàn chiên Chúa tại giáo xứ Nghĩa Hòa được tha thứ tội lỗi, được kết hiệp với Chúa Kitô, Ngài cùng với các cha làm cho giáo xứ mỗi ngày một phát triển và đạo đức. Cuộc đời mỗi người đều có những điểm hay, đồng thời có những điểm chưa hay. Chúng ta ngày hôm nay trao phó tất cả cho lòng thương xót của Thiên Chúa nhân lành. Chúa đã thương chọn Ngài vào đoàn tư tế. Chúa đã nhớ đến Ngài khi Ngài còn sống ở trần gian. Giờ đây xin Chúa đón nhận Ngài vào nhà Chúa trên trời. Amen. Yeah.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh mục Đa Minh, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được nhận lãnh các bí tích sinh ơn cứu độ, chúng con khẩn cầu Chúa lấy lòng nhân từ, ban cho tôi tớ Chúa là linh mục Đa Minh, mà Chúa đã đặt lên làm vị phân phát các mầu nhiệm của Chúa nơi trần gian, thì trên trời cũng được Chúa nuôi dưỡng bằng chính thực tại qua những mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em đi bình an. Kính thưa quý cha đồng tế trong giáo hạt Chí Hòa, trước hết con xin được đại diện cho cộng đoàn giáo xứ và gia đình tăng quyến của cha cố Đa Minh Bùi Quang Tuyến, vì tình mến thương đối với cha Đa Minh và tình lên tới trong linh mục đoàn, quý cha đã bớt chút thì giờ tới đây để dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố của chúng con. Trước các nghĩa cử cao đẹp đó, cộng đoàn giáo xứ và tăng quyến không biết lấy gì, chúng con chỉ biết cầu xin Thiên Chúa ban sống mạng ơn lành để phần hồn và phần xác
cho các cha được hăng say cho công tác mục vụ, cho xứ Nghĩa Hòa chúng con và toàn thể gia quyến xin chân thành bái tạ. Giáo xứ Nghĩa Hòa cũng như cộng đoàn giáo xứ Tân Đế Sơn đang hiện diện ở đây xin được vui mừng đón chào Đức Hồng Y Gioan Bautista và cha trưởng ban truyền thông của giáo phận đã đến chia buồn cùng với giáo hạt Chí Hòa cũng như giáo xứ Nghĩa Hòa và giáo xứ Tân Đế Sơn. Chúng con xin được vui mừng đón tiếp Đức Hồng Y. Trọng kính Đức Hồng Y Gioan Bautista, kính thưa quý cha. Trước hết, con xin thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ và gia đình Tân Quyến có lời cảm ơn Đức Hồng Y và quý cha đã đến kính viếng cha cố Đa Minh Bùi Quang Tuyến của chúng con. Trước nghĩa cử cao đẹp và tình quan tâm đến cha cố Đa Minh Bùi Quang Tuyến, cộng đoàn giáo xứ chúng con và Tân Quyến không biết nói hơn. Chúng con chỉ biết cầu xin Chúa ban cho Đức Hồng Y được tràn đầy sức khỏe và quý cha được vui tươi luôn trong công tác mục vụ. Giáo xứ chúng con xin chân thành cảm ơn. Tôi cầu Chúa cho rước linh hồn cha Đa Minh Bùi Quang Tuyến, đồng thời cũng xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em giáo xứ Tân Thái Sơn cũng như Thế Nghĩa Hòa. Xin Chúa chúc lành cho mọi người, cho mọi gia đình để hiệp ý với nhau để cầu với Chúa. Xin Chúa nhờ lời cầu bầu của cha Đa Minh giúp đỡ cho các gia đình được mọi sự lành. Toàn thể cộng đoàn giáo xứ Tân Thế Sơn chân thành cảm ơn cha chính xứ cũng như hội đồng mục vụ giáo xứ và cộng đoàn giáo xứ Nghĩa Hòa đã đứng ra để tổ chức đám táng cho cha cố Đa Minh. Bởi vì cha cố Đa Minh ở coi sóc cái giáo xứ Tân Thế Sơn những 15 năm, trong khi đó chỉ coi sóc giáo xứ Nghĩa Hòa 12 năm. Như thế, cái trách nhiệm và cái vinh dự của giáo xứ Tân Thái Sơn hôm nay đã được nhường lại cho cha cố. Phải xin thay mặt một lần nữa chân thành cảm ơn cha chính xứ giáo xứ Nghĩa Hòa cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Nghĩa Hòa. Và bây giờ thì tất cả chúng ta, anh chị em trong giáo xứ Tân Thái Sơn, chúng ta hiệp ý dâng thánh lễ, đặc biệt cái cầu nguyện cho cha cố Đa Minh. Xin Chúa thương mau đưa linh hồn cha cố Đa Minh về hưởng nhan thánh Chúa. Và thưa cha cố, đây là tất cả những thành phần của giáo xứ Tân Thái Sơn, từ ban hội đồng mục vụ giáo xứ, các giáo khu, các hội đoàn, các anh tương nhi, các ca đoàn đang hiện diện xung quanh linh cứu cha cố. Đây là con cái của cha cố đấy. Cha cố đã coi sóc, nuôi dưỡng và hôm nay đứng trước nhà linh cứu của cha cố để cầu nguyện cho cha cố, xin Chúa thương mau đưa linh hồn cha cố về hưởng nhan thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn tôi tới Chúa là linh mục Đa Minh khi còn ở đời này đã được Chúa trao ban chức vụ thánh, được hoan hỷ muôn đời trước tôn nhan vinh hiển thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở
muôn đời. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù sống hay chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Đó là lời Chúa. Tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần ngài lấy Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và người mà con muốn mặc khải cho. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhược trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Cần Thơ Sơn, thì cha cố, đây là con cái của cha cố, và cha cố đã coi sóc trong suốt 15 năm, ngay từ thời giai đoạn đầu tiên năm 1976. Đó là một giai đoạn cực kỳ khó khăn, bởi vì đó là giai đoạn giao thời, khó khăn về mọi phương diện, và đặc biệt là khó khăn về việc giữ đức tin trong cuộc sống, bởi vì nó có một sự thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng cha cố đã được sai về giáo xứ Tân Tết Sơn của chúng con đúng năm 1976. Và rồi cha cố đã lèo lái hướng dẫn giáo xứ Tân Tết Sơn vững bước đi lên, vượt qua mọi khó khăn, mọi trở ngại để tiếp tục trưởng thành. Đấy là điều mà tất cả con cái của cha cố hiện diện ở đây được cảm ơn cha cố rất thành nhiệt. Qua những thế hệ cùng với cha cố hầu như đã ra đi hết, nhưng còn lại là con cháu đang thừa hưởng cái thành quả mà cha cố đã nuôi dưỡng cho toàn thể giáo xứ Tân Thanh Sơn, giáo dân giáo xứ Tân Thanh Sơn. Sở dĩ cha cố làm được điều này, lý do là bởi vì cha cố đọc cái trọng tâm của nhiệm vụ mình, đó là củng cố cái niềm tin cho vững mạnh. Và khi mà củng cố được niềm tin vững mạnh thì rất có thể vượt qua những sóng gió khó khăn trong cuộc sống. Và cái này cha cố đã củng cố cái quan trọng nhất là giáo lý cho các em thiếu nhi. Thế nên hôm nay cũng có một số các em thiếu nhi hiện diện nơi đây, đó là con cháu, là chắc
của cha cố đấy. Rất là thương lắm những cái điều mà cha cố đã dạy dỗ của cha ông, đã khuyên bảo, đã chỉ bảo, để rồi truyền lại cho con cháu ngày hôm nay. Chứ con vẫn giữ được cái nền nếp giáo lý mà cha cố đã đặt ra ngay từ khi cha cố về. Chính cha cố đã soạn ra những bài giáo lý cho các lớp, rồi kể cả những giáo lý về hôn nhân. Lúc đó chưa có đâu, nhưng cha cố đã làm. Có nghĩa là cha cố làm tất cả chỉ để củng cố cái niềm tin cho toàn thể giáo dân, giáo sứ Tân Thái Sơn dưới quyền của cha cố được luôn vững mạnh để có thể vượt qua được tất cả những sóng gió luôn luôn đang đe dọa cuộc sống của các Kitô. Và rồi biết bao nhiêu công việc khác cha cố đã làm cho giáo sứ Tân Thái Sơn của chúng con. Một cái, một điều mà cho đến ngày hôm nay giáo sứ Tân Thái Sơn vẫn giữ và sẽ hy vọng là giữ giữa mãi mãi, đó là cái việc mà cha cố lập ra ngày ngày Tết, mùng một Tết, Tết Đức Mẹ, Thiên Đức Mẹ dâng phú tất cả cho đồng mình. Nó đẹp vô cùng, nó truyền thống, nó đẹp vô cùng. Và cái điều này đã làm cho tất cả các giáo dân Tân Thái Sơn cảm thấy rất hứng khởi. Bởi vì ngay đầu năm, toàn thể dân Tân Thái Sơn đã có một cái lễ nghi, có một cái giây phút đặc biệt dâng mình cho Đức Mẹ, để xin Đức Mẹ hướng dẫn, gìn giữ suốt cuộc đời, trong suốt một năm. Người chị em còn biết bao nhiêu chuyện khác cha cố Đa Minh đã làm cho chúng ta và chúng ta đang được thừa hưởng, thì chúng ta phải biết ơn. Hôm nay con nói như thế cho cha cố không phải là con để kể công cho cha cố đâu, cha cố không cần, nhưng mà con nói lên để cho tất cả mọi thế hệ biết cái việc làm của cha cố trong suốt 15 năm ở Tân Thái Sơn như thế nào. Nghĩa là cha cố đã hy sinh tận tụy cho giáo sứ Tân Thái Sơn, để rồi từ đó giáo sứ Tân Thái Sơn mới có được như ngày hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha cố. Và hôm nay toàn thể dân thánh hiện diện ra đây để cầu nguyện cho cha cố. Thực ra thì chẳng ai muốn cha cố ra đi đâu, bởi vì tâm trạng của tất cả chúng con hiện diện ra đây đều đau buồn vì sự ra đi của cha cố. Cha cố sẽ không còn ở với chúng con nữa, không còn ở trần thế này nữa. Nhưng chúng con tin rằng cha cố ra đi là lợi cho chúng con, bởi vì suốt cuộc đời cha cố đã tận tụy hy sinh vì chúng con. Cho nên ngày hôm nay khi Chúa đưa cha cố về, cha cố được hưởng nhan Thánh Chúa rồi, thì cha cố lại cầu bầu cùng Chúa cho tất cả mọi người chúng con. Chúng con lại càng được nhiều cái điều tốt lành. Con xin cảm ơn cha cố. Và chúng con tin rằng cha cố đã yêu thương chúng con như thế nào khi còn sống, thì ở trên trời cha cố còn yêu thương chúng con gấp bội. Và chúng con tin rằng giáo sứ chúng con sẽ tiếp tục vững bước, bởi vì có cha cố luôn luôn đồng hành với cuộc sống của mỗi người chúng con. Thì thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những tâm tình tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong giáo xứ, trong cái ngày, trong cái giờ phút cầu nguyện cho cha cố và trước linh cứu của cha cố đấy. Cha cố nằm bất động đấy, nhưng mà cha cố vẫn biết, vẫn nhìn thấy những gương mặt thân quen. Cha cũng cố cảm nhận được những tình cảm mà tất cả quý ông bà anh chị em dành cho ngài. Ngài cũng sẽ cảm ơn tất cả, và ngài chỉ mong muốn tất cả chúng ta hãy giữ vững niềm tin, hãy sống cái niềm tin một cách cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Làm thế nào để cho cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mà thăng tiến hơn, và cuộc sống của giáo xứ mỗi ngày mà thăng tiến hơn. Thưa cha cố, đó là những tâm tình con thưa với cha cố trong thánh lễ này. Xin Chúa thương chúng ta mọi lỗi lầm thiếu sót của cha cố, và mau đưa linh hồn cha cố Đa Minh về gặp nhận Thánh Chúa. Amen.
lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa đồng ân thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu cố hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Hồng Y Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là linh mục Đa Minh mà hôm nay Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Đây xin Thiên Chúa để đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giờ tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Như Đức Kitô, như Đức đã chết và đã sống lại. Lạy Chúa, được nhận lãnh các bí tích sinh ơn cứu độ, chúng con khẩn cầu Chúa lấy lòng nhân từ ban cho tôi tới Chúa là linh mục Đa Minh mà Chúa đã đặt lên làm vị phân phát các mầu nhiệm của Chúa nơi trần gian, thì trên trời cũng được Chúa nuôi dưỡng bằng chính thực tài của những mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Giờ đây đại diện cộng đoàn cùng dâng nén hương lên cha cố.
cha chánh xứ Tân Đế Sơn, cha phó, khu đồng mục bộ, quý tu sĩ và cộng đoàn giáo xứ Tân Đế Sơn. Trước hết con xin được đại diện cho giáo xứ Nghệ Hòa có lời cảm ơn cha chánh xứ, cha phó, quý tu sĩ và quý cộng đoàn của giáo xứ Tân Đế Sơn đã không quản ngại đường xa và bớt chút thì giờ đến đây để dâng lễ cho cha cố Đa Minh Bùi Quang Tuyến. Trước nghĩa cử cao đẹp đó, giáo xứ chúng con không biết lấy gì hơn là xin cúi đầu cảm tạ và nguyện xin Thiên Chúa ban thật nhiều hồng ân, sức khỏe cho cha chánh xứ, cha phụ tá và quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa được dồi dào sức khỏe để chúng ta chăm lo phục vụ giáo hội. Dạ, con xin hết lời. Vâng, tiếp theo con xin được kính mời đoàn của giáo xứ Thị Nghè đến viếng. Công đoàn giáo xứ Thị Nghè chúng ta cùng dâng những lời ca tiếng hát để chúng ta cầu nguyện cho cha cố Đa Minh được mau về hưởng thánh nhan Chúa như là ngài khi sống hằng ước mong. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thấm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chánh Chúa, trao dồi cho đấng ngôn thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đón nghe lời con kia tha, tình thương mến nấm ô con ngày đêm, nhân thân xa hồn chẳng lành ơn. Và kính thưa cha phó sứ giáo xứ Thị Nghè và cộng đoàn giáo xứ Thị Nghè, con xin được thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Nghệ Hòa có lời cảm ơn cha phó sứ và cộng đoàn giáo xứ Thị Nghè đã đến để đây để kính viếng và dâng lời kinh đọc cầu nguyện cho linh hồn cha cố Đa Minh. Chúng con chúng trước các nguyện cử cao đẹp đó không biết nói hơn, chúng con biết nguyện xin Thiên Chúa ban xuống cho cha và cộng đoàn giáo xứ Thị Nghè được tràn đầy sức khỏe để chúng ta phục vụ cho giáo hội mỗi ngày một tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn. Tiếp sau đây xin mời đoàn giáo xứ Mân Côi và giáo xứ Bình Thuận. Chúng con hôm nay là các linh mục, ban thường vụ, đại diện các quý chức và các đoàn thể công giáo tiến hành, chúng con được đến kính viếng cha cố Đa Minh. Cha cố Đa Minh nguyên là chính sứ của giáo xứ Mân Côi Bình Thuận chúng con từ năm 1969 tới năm 1976. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa xin ban xuống tìm cứu con. Thần chi tâm tạo của Chúa, người đổi mới tâm con, đổi mới muôn lòng. Người sẽ ban cho chúng con những lần lực thần chưa ra truyền ban. Kính thưa cha chánh xứ giáo xứ Bình Thuận, cha phó sứ, hội đồng bầu vụ giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình Thuận, trước hết con xin được đại diện cho giáo xứ Nghệ Hòa có lời cảm ơn cha chánh xứ, cha phó, hội đồng bầu vụ giáo xứ và quý cộng đoàn giáo xứ Bình Thuận đã vì tình mến thương tới đây kính viếng và đọc kinh cầu nguyện cho các cố Đa Minh Bùi Quang Tuyến của chúng con. Trước các nghĩa cử cao đẹp đó, giáo xứ chúng con không biết nói gì hơn là chỉ biết dâng lời cầu nguyện để cầu nguyện cho quý cha và quý vị trong tổ giáo xứ Bình Thuận được dồi dào sức khỏe để chúng ta được cộng tác trong công tác phục vụ của giáo hội. Thay mặt giáo xứ, con xin hết lòng cảm tạ.